Kính chào quý thầy cô và các bạn tân sinh viên khóa 29. Em là Lâm Thanh Mỹ, sinh viên ngành quan hệ công chúng trường Đại học Văn Lang. Văn Lang chính là ngôi trường đầu tiên mà em nghĩ đến khi mà đã chọn được ngành học mà mình mong muốn theo đuổi. Em cảm thấy rất hứng thú bởi vì đây chính là một ngành học có sự năng động, linh hoạt, giúp cho người học có thể phát triển được kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, được trang bị rất đầy đủ từ những kiến thức xã hội đến những kiến thức chuyên ngành và cả những kiến thức bổ trợ khác, được trao cho cơ hội trải nghiệm thực tế. Trong 4 năm học tới, em sẽ tận hưởng khoảng thời gian đại học tại Văn Lang bằng tất cả những sự phấn khởi, tập trung, sẽ cân bằng, sắp xếp giữa việc học và các hoạt động nghệ thuật. Với PR, em mong rằng bản thân mình sẽ gặt hái được những trải nghiệm, kiến thức mới mẻ, khác với những gì mà em đã có cơ hội trải qua với công việc diễn xuất. Và em tin rằng, tri thức từ ngành sẽ tiếp sức cho em trên con đường hoạt động nghệ thuật và cả hành trình phát triển bản thân sau này. Về điều mà em đặc biệt ấn tượng với Văn Lang, đó chính là môi trường học tập, nơi mà mọi cá tính, sự khác biệt đều được tôn trọng, các sinh viên có thể tự tin thể hiện bản thân của mình. Và em tin rằng, khoảng thời gian học tập, trải nghiệm tại Văn Lang sẽ cho em một hành trang rực rỡ, các hoạt động sôi nổi và cả những kỷ niệm đáng nhớ. Vậy nên, em sẽ không ngừng học hỏi để trở thành một sinh viên xuất sắc của trường Đại học Văn Lang. Kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn tân sinh viên đến từ nhóm ngành nghệ thuật và thiết kế. Em là Cao Mỹ Hồng Vi, tân sinh viên ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình. Nghệ thuật là nhóm ngành đặc thù mà ở đó chúng em tạo ra những giá trị tích cực qua các tác phẩm, chia sẻ góc nhìn và cá tính nghệ thuật, từ đó lan tỏa những thông điệp nhân văn đến với cộng đồng. Đó cũng chính là lý do em chọn ngành học và cũng là những việc em sẽ làm trong tương lai. Chúng em may mắn có được những tâm hồn rung cảm trước vẻ đẹp của nghệ thuật. Nhưng nhóm sinh viên ngành nghệ thuật K29 như những viên ngọc thô trước giảng đường đại học mà chúng em đều phải trải qua quá trình rèn luyện, trau dồi với lòng tin và sự kiên định. Hôm nay em đứng ở đây cũng là kết quả của sự nỗ lực đến với ngành đạo diễn. Ở kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua, em là thủ khoa khối C toàn tỉnh và đồng tại 8 toàn quốc. Điều đó vô tình tạo ra cho em những áp lực về việc chọn ngành, chọn trường. Nhưng với lòng tin về nghệ thuật, em chọn Văn Lang với một hy vọng rằng quý thầy cô sẽ luôn ở bên, dạy dỗ, dìu dắt, định hướng, giúp chúng em tạo ra những giá trị tốt đẹp trong tương lai, mang tinh thần và phẩm chất của sinh viên Văn Lang. Em cũng rất vui vì Văn Lang là một cộng đồng sinh viên đa sắc màu, mà ở đó nhóm ngành nghệ thuật có cơ hội để phát triển trong sự giúp đỡ, tương quan, hỗ trợ của các lĩnh vực khác. Một phim ngắn trong nay mai của chúng em có thể sẽ có sự đồng hành của tất cả các bạn sinh viên ở đây. Điều đó làm tăng cho em thêm những hứng khởi để bắt đầu với hành trình sáng tạo nghệ thuật của mình. Chúc cho tất cả các bạn tân sinh viên đều sẽ tìm được con đường sáng tạo của riêng mình tại Văn Lang. Kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn khóa 29. Em là Trần Quang Tuấn, tân sinh viên khoa kiến trúc. Đến thời điểm hiện tại, em đã trải qua 2 tuần tại Văn Lang. Tuy thời gian không dài nhưng cũng khiến em rất là vui bởi vì em được quen nhiều bạn mới, thầy cô giáo. Và đồng thời em có cơ hội tham gia vào một sự kiện hoạt động cộng đồng của khoa kiến trúc. Sự gắn kết của cộng đồng khoa kiến trúc, tinh thần đe, ba tròn, khóa trên, dìu dắt khóa dưới và bài học quý giá mà em học được sau chuyến đi, đó là điều em tâm đắc nhất. Đến với chương trình đào tạo đặc biệt và ngành kiến trúc là một hành trình không hề dễ dàng đối với em. Em thử thách bản thân mình một cách tối đa, chọn chương trình đào tạo đặc biệt 70% bằng tiếng Anh, đã chọn kiến trúc là một sự lựa chọn liều lĩnh bởi đó không phải là sự lựa chọn của đa phần học sinh của trường cũ em. Tự xung phong làm lớp trưởng ở đại học. Và bây giờ, giây phút này, em đang đứng đây phát biểu cũng là một sự nỗ lực của bản thân. Bởi trước kia, em là một người khá thụ động, đặt bản thân mình vào một những nỗ lực tối đa để vươn lên. Và rồi, thời đại học, em sẽ phải khác. Em nghĩ bản thân mình có thể làm được. Trong tương lai, em không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Nhưng em tin chắc rằng một điều, em sẽ nỗ lực hơn nữa để 5 năm học đại học ở tại Văn Lang sẽ trở nên một ý nghĩa. Em xin chúc tất cả mọi người ở đây luôn tự hào và thành công trên con đường của tất cả bạn thân mình. Em xin cảm ơn.
Xin chào đại gia đình Văn Lang, em là Trần Thanh Tú, tân sinh viên khoa du lịch. Nhìn các bạn sinh viên đang ngồi ở đây, em nhớ lại cảm xúc cách đây 3 năm của một cô tân sinh viên đến từ một huyện vùng cao Tây Bắc khi cũng nhập học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Thế nhưng cuộc sống thì luôn đầy thử thách, một biến cố gia đình buộc em phải tạm dừng con đường học tập. Thế nhưng những ước mơ, dự định và hoài bão thì vẫn luôn còn đó. Và em nghĩ rằng sự học không bao giờ là trễ. Văn Lang chính là nơi em lựa chọn để bắt đầu một hành trình mới. Chọn một trường đại học không chỉ để học mà còn để trải nghiệm và phát triển bản thân. Trong những năm qua, nhờ vừa học, vừa trải nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh, các huyện, xã vùng cao và tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19, em thấu hiểu được giá trị của việc đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, em mong muốn được học tập và phát triển tại Đại học Văn Lang, nơi mà tầm nhìn và sứ mệnh thúc đẩy sinh viên chúng em không chỉ trở thành những người có chuyên môn giỏi, mà còn trở thành những người có khả năng thích nghi với sự thay đổi và cống hiến cho xã hội. Chúc cho tất cả các bạn sinh viên đang ngồi ở đây sẽ có một hành trình học tập đầy ý nghĩa và hứa hẹn tại Văn Lang! Kính chào các vị khách quý, các thầy cô cùng toàn thể đại gia đình Văn Lang. Đến từ khối ngành kinh doanh và quản lý, em là Đặng Tuấn Minh, sinh viên khóa 29 ngành quản trị kinh doanh. Bỏ qua những cơ hội học tập khác ở miền Bắc để từ thành phố Cảng Hải Phòng lần đầu tiên đến với Sài Gòn, hôm nay em vinh dự được đứng trên sân khấu này với tư cách là tân sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Trong suốt thời gian học phổ thông, em luôn xác định mục tiêu học tập rõ ràng và nỗ lực từng bước để thực hiện. Định hướng tương lai của em là trở thành một nhà quản trị nhân sự giỏi và từng bước thăng tiến trong lĩnh vực nghề nghiệp này. Em tìm hiểu ngành quản trị kinh doanh của trường Văn Lang và lựa chọn nhập học cũng vì lý do đó. Trên hành trình đại học 4 năm tới, em vẫn sẽ tiếp tục tập trung học tập, cân bằng giữa việc học và vui chơi, nỗ lực rèn luyện bản thân để vươn tới ba giá trị cốt lõi của nhà trường mà em rất ấn tượng, đó là đạo đức, ý chí và sáng tạo. Theo học một ngành học có thể nói là rộng nhất trong lĩnh vực kinh tế tại một môi trường hoàn toàn mới so với những trải nghiệm trước đây của em. Nhưng em nghĩ đây là cơ hội để em có thể phát triển và hoàn thiện bản thân mình. Bởi chỉ khi bản thân chúng ta tốt thì mới có thể trở thành những người đem lại những giá trị tích cực cho xã hội. Em xin cảm ơn nhà trường, cảm ơn các thầy cô đã cho em cơ hội được học tập cùng với những người bạn đầy tài năng, đam mê, nhiệt huyết, để em có thể học hỏi, làm động lực đi lên cho bản thân. Và xin chúc cho tất cả các bạn tân sinh viên khóa 29 có một quãng thời gian sinh viên đầy ý nghĩa với mái trường Văn Lang. Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên. Em tên là Lê Trịnh Bích Liên, tân sinh viên ngành dược học. Là người đầu tiên trong gia đình, năm anh chị em quyết tâm đi theo lĩnh vực sức khỏe. Em chọn học dược vì đây là ngành học có tính ứng dụng cao và có thể chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Ấn tượng về những chú chiến sĩ áo trắng đã vất vả và hy sinh thầm lặng ở nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong 2 năm vừa qua đã trở thành động lực để em đến với ngành này. Cơ duyên em đến với Văn Lang cũng chính là nhờ người thầy đã hướng em đến võ cổ truyền, thầy Trần Bủ Duyên, giảng viên bộ môn võ cổ truyền tại trường Văn Lang. Thầy cho em nhiệt huyết và tình yêu đối với võ thuật và giờ tiếp tục kết nối em với giảng đường Văn Lang. Có lẽ thầy đang ở trong buổi lễ và nghe em nói những lời này. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Em hy vọng tại Văn Lang, một môi trường đại học khuyến khích học tập và trải nghiệm và đầu tư nhiều hoạt động sân chơi cho sinh viên, em sẽ có một sân chơi thiệt là lành mạnh để vừa học dược vừa tiếp tục con đường thể thao chuyên nghiệp của mình. Trong 5 năm học này, có lẽ cân bằng giữa việc học và việc tập là rất khó, nhưng em sẽ quyết tâm theo học đến cùng. Where there is a will, there is a way. Xin kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn tân sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Em là Đỗ Phúc Đức, tự hào là tân sinh viên của ngành khoa học dữ liệu trường Đại học Văn Lang ạ. Và lời đầu tiên cho phép em được cảm ơn nhà trường vì đã cho em vinh dự được đứng đây đại diện cho tiếng nói của rất là nhiều bạn sinh viên, dù vẫn biết rằng còn rất nhiều cá nhân khác xuất sắc và nổi bật hơn. Và các bạn sinh viên thân mến, cuộc đời là một chuỗi của những sự lựa chọn. Chúng ta phải chọn bạn để chơi, chọn thầy để học, chọn lý tưởng để sống.
Và 6 năm trước khi mà mình còn ở ngưỡng tuổi 18, mình cũng từng rất là loay hoay trước những lựa chọn quan trọng đầu tiên của mình. Mình cũng từng thức đêm học tập, thi cử và rồi vỡ òa khi mình trúng tuyển vào một ngành học, trường học mà mình mơ ước. Mình cũng từng có một tuổi trẻ rất là nhiệt huyết như bao bạn trẻ ở độ tuổi đấy. Nhưng rồi mình để công việc và nhiều thứ khác kiềm chân để bỏ dở việc học. Bây giờ khi đủ cứng cỏi và quay đầu nhìn lại, mình thấy rất là hối hận. Nhưng mà giờ đây khi đứng ở trên sân khấu này, mình thấy rất là may mắn vì mình đã quyết định quay trở lại Văn Lang để bắt đầu con đường học tập của mình lại một lần nữa. Mình tin rằng đây là một ngôi trường năng động, hội nhập và sáng tạo. Và mình cũng kỳ vọng rằng đây sẽ là nơi mình được học tập ngành học phù hợp với bản thân, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, và hơn hết là nơi mình được sống lại tuổi 18 một lần nữa. Cuối cùng, mình chúc cho tất cả các bạn sinh viên sẽ thật là vững tin, kiên định với những sự lựa chọn của mình. Bởi vì quyết định chỉ mới là bước khởi đầu thôi, sẽ luôn có sự khác biệt giữa việc biết mình phải làm gì và thực sự làm điều đấy. Ngày hôm nay, được đứng đây cùng những người bạn mới quen, được gặp những người bạn đồng môn đồng khóa K29, mình xin chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ có một hành trình thật tuyệt vời tại Đại học Văn Lang.